Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Rất bất ngờ đồng chí Linh nha, leo tường rất nhanh, chân tay nhanh thoăn thoắt thoăn thoắt, trèo lưới như một chú khỉ. Cố lên, cố lên, cố lên! Quan sát cái đồng chí mẫu làm thì nó rất dễ ẹt à. Nhưng mà khi mà mình làm á, Yến cảm thấy mình rất bất lực. Khi mà tìm cách chìm xuống nước, người mình như một cái phao vậy, nó cứ nổi lên bền lên bền. Cố lên, cố lên, cố lên! Lúc mà bơi mà thả xuống và mình có cái tinh thần thi đua, mình không cảm thấy gì hết. Nhưng mà sau khi nghe bạn bè nói lại ở ngoài, cái động tác của mình khi mà mình nó rất là truyền cảm hứng. Tại vì em không biết bơi cho nên em cứ bơi được tầm 1 mét là em lại chìm xuống. Thì bạn Hiền, bạn trong tổ em lại nhấc em lên để em thở một cái rồi em bơi tiếp. Nhưng mà mỗi lần như thế thì em chỉ bơi được 1 mét thôi, xong em lại chìm. Em nghĩ là em sẽ làm người về bét. Rất bất ngờ đồng chí Linh nha, leo tường rất nhanh, chân tay nhanh thoăn thoắt thoăn thoắt, trèo lưới như một chú khỉ. Vị trí xuống chậm, từ từ. Anh cho chị nghỉ tại chỗ 2 phút để chờ nghe ông bố kết quả. Ủa, người sao vậy? Lúc này em leo qua, thả nguyên người em xuống, tay nó đập vô thành liền. Rồi đau quá. Coi tay kia có bị không? Nhỏ này, ê tính là chị em là anh cặp rồi đó, chị chân em tay. Em nhớ lúc mà em bơi lên em vẫn còn thấy nhiều người bơi chung với em. Chứ khi em leo lên trên cái dây đó xong là em thấy không còn ai nữa. Trời ơi, chóng mặt như vậy cái em sợ quá, em leo quá luôn. Là em nhìn được đó đúng không? Bị cái tình định thôi. Ê, vừa rồi chúng ta tiến hành tổ chức hội thao. Các ông chí dù mệt, dù các ông chí bị đau chân, các ông chí bơi chưa tốt, nhưng mà qua kiểm tra hội thao, quan sát thấy các ông chí đã nỗ lực lấy về nhiệm vụ chung. Các ông chí đã hoàn thành. Chúc mừng các ông chí. Đặc biệt là cho ông chí Hoàng Yến, mặc dù chân đau nhưng mà ông chí rất là cố gắng. Và cái quan trọng nhất là phần nào các ông chí cũng hình dung được là người chiến sĩ đặc công đã phải trải qua vô vàn cái gian khổ ở ngoài biển. Sau đây tôi sẽ thành công bố kết quả để làm cơ sở đánh giá thực chất về cái sự cố gắng và như là trình độ, năng lực của các ông chí. Đứng thứ nhất, 1 phút 54 giây. Đồng chí Linh. Đứng thứ hai, đồng chí Yến, 2 phút 02 giây, đã cộng 30 giây. Đứng thứ ba,
đồng chí Mai 2 phút 07 giây, đứng thứ tư đồng chí Nhã Phương 2 phút 09 giây, đứng thứ năm đồng chí Diễm My 2 phút 18 giây, đứng thứ sáu đồng chí Thùy Anh 2 phút 26 giây, đứng thứ bảy đồng chí Thiên Ân 2 phút 37 giây, và đứng cao nhất là đồng chí Trang 2 phút 38 giây. Vừa đã công bố kết quả xong, sau đây bàn giao đơn vị là cho đồng chí mũi trưởng. Mời đồng chí. Đó. Vừa rồi qua đồng chí đội trưởng đã công bố cái kết quả về cái nội dung huấn luyện của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Linh, bây giờ cảm xúc như thế nào về cái kết quả của tập thể đơn vị ta đã đạt được? Lên đi Linh, để xin xác nhất. Báo cáo đồng chí, tôi cũng cảm thấy tôi đã làm tốt hơn tôi ngày hôm qua, cho nên cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi xin hết. Ngày hôm nay thì bản thân tôi thấy những đồng chí đang được đánh giá là sức khỏe không đồng đều, thì nay các đồng chí đã đứng đầu trong cuộc hội thao ngày hôm nay, thì tôi cảm thấy rất vui khi các đồng chí đã có ý chí cũng như nghị lực để vượt qua được chính mình ạ. Được tiếp lời đồng chí Thùy Anh là mong muốn là với sự lộn ngược dòng đó, mong muốn 8 người chúng tôi vẫn ở chung một đội. Đó là cảm xúc của các đồng chí. Còn đối với tôi ấy, thì cái từ vui thì nó không thể diễn tả hết được. Mà cái tôi thấy đó là tự hào. Tôi tự hào vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi tiếp nhận một đơn vị trong một cái nội dung huấn luyện rất là khó khăn, mà một số đồng chí làm một kết quả còn cao hơn cả tôi, mà các đồng chí làm rất là tốt, quyết tâm. Những cái yêu cầu một buổi sáng ngày hôm nay tôi đưa ra, các đồng chí đều đã đạt được tất cả về kỷ luật, sự nghiêm túc. Và cái quan trọng nhất là gì? Đó là tình đoàn kết đồng chí đồng đội. Mặc dù biết sẽ phải phân tuyến, thế nhưng trong quá trình thực hành nội dung, các đồng chí đều hết mình cổ vũ cho nhau. Tôi thấy rằng niềm vui của một đồng chí Linh nó là tất cả mọi người. Đó là điều quan trọng. Và trên cương vị mũi trưởng của một đơn vị, xin nhắc lại tôi rất tự hào về tinh thần của các đồng chí. Và tôi hy vọng rằng tất cả các nội dung tiếp theo, các đồng chí đều làm được như vậy. Chúc mừng! Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.